Vâng, Hiếu Minh ơi, xin mến chào tất cả bác nhá. Thì hôm nay em đang có mặt tại một công trình rất là VIP. Đáng nhẽ công trình này nào. Trước đây Hiếu Minh đã quay phần thô nhưng mà em không quay. Thì đến hôm nay là xong xuôi công trình rồi, bàn giao cho anh Cường và anh Hoàng tại một cái nhà hàng trung tâm tiệc cưới, coi như đó là công trình lớn nhất của năm 2023 và đầu 2024. Nhà của đến hôm nay em Hiếu Minh và bàn giao xong. Thì vì là hôm nay em quên không cầm cái máy ghi âm ấy, thì em sẽ xin phép là em cầm điện thoại em sẽ quay để cho các bác review kỹ hơn cho điện thoại của bác. Thì các bác có nhu cầu mà quanh khu vực này đến nhà hàng này thì một chung có địa điểm có thể là cực kỳ nổi tiếng luôn nhé. Đối diện nhà hàng này là khu nhà hàng 5 sao Marriott đấy, chuyên cho tổng thống và các gọi là quan chức cấp cao với nước ngoài đến đây khi gọi là thăm Việt Nam đấy. Thì đây thì bác thấy này, nhà hàng Việt thì hôm nay là còn phần cổng là như anh Cường với anh Hoàng bảo là làm gần xong rồi, thì em quay đây tổng thể nhà hàng này. Đây là công trình, nếu mà ở chuỗi ở khu vực này thì đây là nhà hàng rất là to. Được Hiếu Minh thi công ngay từ phần đầu luôn nhé, ngay từ phần thô luôn. Đấy. Hôm nay đến là bàn giao vì bình thường là có anh Dũng anh đi thì chú nó quay đi tự nhiên. Ở đây thì có gì nhà hàng thì đầy đủ các món từ hải sản các thứ đầy đủ nhé bác nhé. Hải sản tươi sống luôn nhá. Cá lăng này, cá tầm này, rất nhiều loại cá to. Đây phần hầm, tầng hầm đây. Có thể nói là đây là công trình gọi là cũng là kết thúc 2023 và sang đầu 2024 rồi. Thì hôm nay đến quyết toán cũng như là review đến toàn thể các bác để những anh em nào có nhu cầu mà kết nối, có nhu cầu là gọi là cần thi công lắp đặt với những bộ dàn sự kiện hay những nhà hàng tiệc cưới, trung tâm tiệc cưới thì liên hệ đơn vị em nhé. Đây là cái tầng có 3 tầng không nhá, thì em sẽ quay từ tầng 1 đây, quay từ tầng 4 xuống nhá. Nói chung ở đây thì rất là đẹp và thoáng các bạn, cực kỳ thoáng luôn vì là cái nhà hàng rất là rộng, như đây mới chỉ là một lửa thôi. Riêng là một sàn này là khoảng 450-500 mét một sàn này thôi, nhưng một cái sàn của cái nhánh nhà này thôi. Thì ở đây là còn hai bên đây thì anh cũng giao trọng trách là ngày mai là sẽ là nâng cấp hết cả một chuỗi này. Ở bên này thì cũng bằng một lửa này, nhưng mà tổng diện tích đất đây thì nó rơi vào khoảng độ là 1.200 mét đến 1.300 mét chia thành hai khu. Trên này rất đẹp luôn, mình sẽ quay từng chỗ một đã, phân tích kỹ. Tú đi cùng anh ấy. Vì thoáng đây là không gian rộng như vậy thì bác thấy là từ cây cối này, các bác mời đến đây gọi là trải nghiệm thì được cái là ăn uống xong thì có ra ngồi ở dưới thì là có phần uống trà trước, rồi nó có sân có vườn, nhà rất thư thái luôn. Đây cái khu tầng 4 thì sẽ một cái khu này sẽ là khu tiệc nhỏ, có hai ở đây em thi công có hai sàn, một sàn là hai sàn gần 500 mét và một sàn này rơi khoảng gần 200 mét thôi nhá. Bên ngoài này ngoài trời này, cho những bác nào mà hôm nào đá bóng nhất ra đây đặt nguyên combo này tuyệt vời, nguồn cúp các thứ đấy. Thì riêng ở trên tầng 4 này thì là cả và bên Hiếu Minh thi công 100% cả phần led luôn nhá, led màn hình đấy. Các bác nào có nhu cầu mà led màn hình thi công chọn gói hay thuê led màn hình thì cũng liên hệ đơn vị đô, từ âm thanh ánh sáng đầy đủ hết luôn nhá. Với không gian này thì các bác có thể phù hợp cho khoảng đây là khoảng độ chắc được khoảng 100 khách nhỉ. 100 khách ấy, 10 bàn 2 4 6 8 10 đúng rồi, 110 khách, 120 khách. Mỗi bàn này bàn 10. Đây phần tủ máy ở phần trên tầng này là cho những gọi là cái tiệc nhỏ nhỏ, xinh xinh này như sinh nhật này hay là người gia đình này. Đấy. Thì đây em phối ghép gồm một cái con bàn mixer. Đấy, mixer. Giá 16 Pro. Và bên dưới là dòng Micro DB 3650 Pro. Không gian rất đẹp luôn, từ ăn uống thi công đây là tại vì là ở đây là riêng ở tầng này ấy, là em sẽ ở nhà hàng này là Hiếu Minh là lắp 100% là hàng bãi, chỉ có phần bộ sự kiện ấy, hay là bộ dàn máy ấy, là em lắp hàng mới bác nhá, hàng mới. Thì ở riêng tầng 4 này là em Hiếu Minh là phối ghép là chỉ có hai cặp loa 40 bãi của Martin và một cặp súp của Ibo là thương hiệu của Mỹ bác nhá, cặp súp đấy là thoải mái không gian này rồi. Tầm tiền các bạn. Việc thi công này là cả công trình cả led này là dự trù là hơn 1 tỷ đồng công trình này. Cả phần led. Led rồi âm thanh sáng.
chọn gói cho bác. Đây là riêng của chỗ phần tầng 4 đấy. Chỉ kết quả cái pha tầng này là tầng phân khúc tầm trung, là chỉ phối ghép là 2x40 thôi các bạn, 2x40 và một cặp xúc đơn 50 thôi. Đấy. Còn riêng ở dưới này sàn rất là rộng, nó khoảng gần 500m². Với không gian này thì cực tuyệt đẹp luôn các bạn. Sàn, sân ngắm cảnh các thứ đầy đủ. Chung mà mấy hôm nay em ốm nên là giọng nó hơi gần khàn các bạn. Đây còn lửa bên trên đây, bên ngoài là một lửa đây, một nửa đấy bác ngắm đây được luôn này. Lửa ô đây, còn nửa ô thì chỗ này, đây cả một chuỗi này chạy dọc ra ngoài đây, đó cũng toàn nhà hàng luôn, như ở từng khu theo khu nhà, khu phòng riêng nha. Trước đây là vẫn hoạt động nhà 7-8 năm nay rồi là bên này đấy. Còn bờ là anh mới xây thêm đây, mấy anh cổ phần xây thêm đây mà không còn lửa còn lại. Nói chung là ở quanh khu vực đây như em đánh giá ấy, thì để được cái không gian nó rộng như thế này là rất ít nhá, rất ít luôn, rất ít. Và điều quan trọng giá cả đây rất hợp lý. Tú ơi, tí nắp sau Tú ơi. À thôi đấy, đi đấy đi. Em đi thang máy, thôi đi thang bộ này, review cho bác dễ. Thang máy bên cạnh đây. Mọi thứ mới, rất đẹp. Đây không gian tầng 2 đây. À quên tầng 3, xin lỗi. Tầng 3. Thì tầng 3 ở đây em phối ghép 100% là driver, nó là loa DMX thôi nhá. Loa DMX. Đấy. 100% loa DMX phủ kín luôn. Đây là phần sân khấu thì mình phối ghép đây là một cặp súp, một cặp súp của DB Altic súp kép con 100 và một hai tay ray DB 112 cộng. Cho những với không gian này thì chuyên cho những bác nào là tổ chức gọi là sự kiện lớn rồi cưới hỏi. Đây phần bục đây, màn hình LED lớn nhé. Đây phần tủ máy. Riêng cái tầng hai tầng này thì tủ máy rất là gầu luôn. Thì tủ máy đây thì nắp 100% là đồng bộ của PS kết hợp với DB. DB thì em phối ghép đây là bộ micro 650 Pro và con vang S700 cộng với con cốt cộng với đẩy là đồng bộ của PS Auto nhá. Tất cả những sản phẩm em Hiếu Minh đang lắp đây là tất cả hàng hãng, được bảo hành 2 năm. Một đổi một trong 6 tháng đầu, các bạn lưu ý nhá. Đấy. Và ở đây bác thấy là phối ghép bên trên nữa là một con bàn mixer Atni MX16 Pro V2. Cái phiên bản này mới về, tiếng echo nó có 200 chế độ fake, tiếng rất là hay luôn, rất là mượt luôn các nhá. Bác nào cần thi công là LED niếc đèn thì liên hệ đơn vị đô. Vì Hiếu Minh mới triển khai, như thì vừa triển khai từ cách đây 4 tháng là em triển khai thêm một cái xưởng sự kiện khoảng hơn 200m², chỉ cái xưởng sự kiện đấy thôi. Đấy. Nhà từ giờ đến gọi là cũng là bây giờ gần cuối 2023 rồi. À sắp Tết đến nơi rồi. Gọi là đầu 2024 rồi. Thì sau đợt Tết này thì mình sẽ triển khai thêm một số mảng nữa để phục vụ anh em yêu hôm nay yêu đô trên mọi miền tổ quốc, cũng như mình sẽ mở rộng thêm một số chi nhánh nữa. Để được như thế thì rất mong sự ủng hộ các bác và bản thân em sẽ nỗ lực hết mình. Với com này và đầu tư các bác ạ, nếu mà để âm thanh không ý, cả bộ com của 3 tầng này thì nó chỉ đầu tư khoảng, ở đây này Hiếu Minh tư vấn cho anh chủ đầu tư với 3 tầng này với chi phí khoảng rơi khoảng độ là gần 600 triệu rồi, gần 600 triệu với com 3 tầng này, với hệ thống loa vệ tinh, loa monitor các nhá, loa monitor cho phụ và dàn sự kiện này. Dàn này là chuyên cho những hôm nào mà tiệc cưới lớn đấy. Loa monitor này cùng với 2 dây và 2 chiếc kép. Mặt nét thì riêng một tiền mặt nét thôi là đã rơi vào khoảng độ là hơn gần 400 triệu tiền mặt nét cộng với chơi hệ thống đèn nữa. Ở đâu hệ thống âm thanh thì rất là giá rất là hợp lý cho anh em chơi. Toàn bộ là loa DMX CH12, súng driver là tép neo, bát thường bát từ 201, coi là coi 86 các nhá. Đánh độ phủ cực quý lực. À, ơi, Tú lên cho anh nhạc to lên tí nào, cho bác nghe nhạc chút nào. Quên không nhờ anh Cường ấy, thể hiện được mấy bài. Cậu nghe đoạn nhạc độ phủ của loa rất là đẹp luôn. Ở đây thì không gian rất là trang trọng.
Mới xong thì chắc là mai anh sẽ trải thêm cái thảm đây một tí. Ở đây được khoảng 200 khách. Cả những cái vấn đề như dây rắc đầu lối này, rồi kết lối được bên em thi công cũng như là lắp đặt rất là gọn bác nhá, cực kỳ gọn. Bác nhìn này, điểm dây của em này. Đấy, bác nhìn không? Từ dây này thì com rất gọn và gọn gàng. Com rất gọn như tủ máy cũng vậy, com rất gọn gàng. Phần tầng 3. Rồi em sẽ xuống tầng 2, cũng là tầng cuối cùng. Thiết kế đây là anh thiết kế đây là cửa đi vào, cửa gỗ nhá. Nó sẽ tiêu âm này. Đây và phần chờ này. Không gian rất rộng, đây là phần thang máy, sẽ có 2 thang máy cho các bác đi thoải mái. Em sẽ xuống tầng 2. Xong rồi anh, cho Tú không chưa? Đây các bác nhớ, đây là đại ca Dũng đấy. À, bên mình chuyên sự kiện. Riêng tầng này thì ở đây thì phần âm thanh thì nó setup giống y xì như tầng trên các bạn. Y xì tầng trên này là form chỉ đúng cái file xuống thôi. Còn đây thì bên chỗ nhà hàng thì chưa bày hết bàn ghế cũng chưa bom lại. Tại vì từ diện tích nó sẽ form y xì như trên, nên là cái vấn đề tiêu âm y xì vậy. Vẫn còn bên trên. Ở đây thì ở đây Hiếu Minh thi công đây sẽ là gồm riêng loa, driver loa sẽ là tổng cộng 5 cặp vệ tinh, 5 cặp vệ tinh. Đó nhá, 5 cặp vệ tinh phủ cộng với 1 cặp monitor là 6 cặp, cộng với là 2 tay ray, 2 xúc kép. Đấy, cộng với hệ thống tủ máy IC như bên trên vậy. Với cấu hình này thì bác độ phủ nó sẽ rơi khoảng độ là 450m đến 500m đấy. Ở đây sẽ tiêu tú đếm xem bao nhiêu bàn, sẽ phục vụ bao nhiêu khách một cái sàn này. Thì sẽ hết đúng không? Những áng đi. Chỗ này phải 300-400 khách ấy các bạn. Tại mỗi bàn này và xếp bàn 10 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 4, 2, đúng rồi, 500 khách. Em đếm nhầm nó là dừng 47 đến 50 bàn rồi. Là 500 khách đúng không? 500 khách với mức tổng đầu tư để âm thanh không nó dường 600 triệu với 3 sàn này. Sàn trên là giá êm nhất, sàn trên cùng là giá êm nhất vì sàn đấy cho chuyên cho gọi là tiệc sinh nhật, còn hai sàn này chuyên cho sự kiện, nó chuyên cho những tổ chức sự kiện mà sự kiện lớn này hay là những cái vấn đề nào cưới hỏi thì sàn này rất hợp lý cho những bác nào đặt bàn đây thì tuyệt vời. Thì con bên trên thì sẽ đèn nét chùa, nét chùm, ở đây là đèn nét chùm nhưng mà thiết kế là gọi là rơi thả, bên trên thì là đèn com. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì mình hôm nay cũng review chi tiết đến tổng cộng là cái công trình có nghĩa cực kỳ ý nghĩa đối với em. Thì sự là cái công trình này thì là được các bác là cũng toàn khách quen thôi, trước đây mua hàng rồi thì anh về anh đầu tư anh mở thêm cái nhà hàng này thì anh ủng hộ. Thì không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn anh Hoàng cũng như là anh anh Cường tại nhà hàng Hưng Việt đã niềm tin tại đơn vị Hồ Đô để thi công cũng như lắp đặt. Và đến ngày hôm nay thì cũng là rất là vui mừng cho cả đơn vị thi công cũng như là tại đơn vị chủ đầu tư. Thứ nhất về giá cả, cái thứ hai là đã gọn gàng mọi thứ xong xuôi. Đấy, và cũng cảm ơn hai anh đã niềm tin đến đơn vị em. Và những bác nào có nhu cầu
mà mua sắm, nhu cầu lắp đặt những bộ sự kiện kiểu ngoài trời hay là mặt led, cho thuê cả mặt led nhé. Đợt này em sẽ cố gắng sắp tới cho thuê mặt led cưới hỏi những sự kiện lớn, thì liên hệ đơn vị em để mình hỗ trợ mức giá tốt cũng như phục vụ tốt nhất các nhé. Xin ái chào tạm biệt bác nhé.